Mặc dù đến ngay sau thềm cơm bão mang tên Disney, Sony, Spider-Man, song sự kiện D23 vẫn đã khiến hàng triệu khán giả thế giới cảm thấy phấn khởi với hàng loạt những thông tin nóng hổi vừa thổi vừa xem. Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Nhưng trước hết, hãy cùng nhau tìm hiểu qua một cách siêu ngắn gọn D23 là cái gì. D23, hay với tên đầy đủ là D23, The Official Fan Club, là câu lạc bộ người hâm mộ chính thức của Disney. D là Disney, còn 23 là năm mà công ty được thành lập, 1923. Tại đây, sự kiện giới thiệu mang tên D23 Expo với những thông tin quan trọng đối với Disney thường được hé lộ dành cho các fan hâm mộ. Năm nay, D23 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 tại trung tâm hội nghị Anaheim, California, Hoa Kỳ. Trong sự kiện này, có rất nhiều update về các trò chơi, địa điểm và nhà hàng mới ở Disneyland. Nhưng vì đây là phê phim, nên mình xin phép chỉ tập trung vào những thông tin liên quan tới điện ảnh thôi các bạn nhé. Ok, bắt đầu với cả chủ đề đầu tiên thôi. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với cả chuỗi phim lớn nhất thế giới. Bây giờ là lớn nhì thế giới rồi, đó chính là chuỗi phim chiến tranh giữa các vì sao. Tại D23, bà Kathleen Kennedy, người đứng sau sản xuất tất cả các bộ phim Star Wars kể từ 2015 đến giờ, đã giới thiệu với khán giả những thước phim mới nhất của The Rise of Skywalker. Trong đoạn trailer ngắn dài hơn 2 phút, khán giả đã được chiêm ngưỡng lại những khung cảnh đã từng ghi dấu ấn trong lòng người xem hàng thập kỷ trước. Được nhìn thấy Rey đang luyện tập với một phiên bản mới của Marksman H Combat Remote, thiết bị từng giúp Luke rèn luyện khả năng của bản thân. Được nhìn thấy hàng loạt X-Wing và Star Destroyers trải dài tới tận chân trời, báo hiệu cho một trận chiến kinh thiên động địa. Được nghe lại lời nói văng vẳng đầy quỷ quyệt của lãnh chúa Sith Palpatine. Và đáng chú ý nhất là được nhìn thấy Rey đang cầm một chiếc kiếm ánh sáng hai đầu của phe bóng tối với một cách không cảm xúc. Phần cuối cùng trong trilogy mới của Star Wars dự kiến sẽ đến với khán giả vào tháng 12 năm nay. Sau đó, khán giả tiếp tục đến với trailer đầu tiên cho show The Mandalorian được tạo ra bởi Jon Favreau, vị đạo diễn đã đặt viên gạch đầu tiên cho toàn bộ vũ trụ điện ảnh MCU với Người Sắt. The Mandalorian sẽ là bối cảnh không lâu sau The Return of the Jedi và trước The Force Awakens. Phim sẽ lấy cảm hứng về chủ đề viễn Tây và theo chân một thợ săn tiền thưởng người Mandalorian, thủ vai bởi Pedro Pascal từ Game of Thrones. Đáng chú ý, series chuẩn bị lên sóng trên Disney Cộng vào tháng 11, còn có sự tham gia của võ sĩ, diễn viên Gina Carano, của nam diễn viên gạo cội Carl Weather từ Rocky, của nhà làm phim đại tài Werner Herzog, cũng như của cả đạo diễn Ragnarok, Taika Waititi. Phần nhạc nền của show sẽ được sản xuất bởi Ludwig Göransson, đằng sau soundtrack từng thắng Oscar của Black Panther. Ngoài The Mandalorian, hai show khác cũng đã được Disney phát triển là mùa cuối của Star Wars The Clone Wars, dự kiến lên sóng vào tháng 2 năm sau, và một phần ngoại truyện theo chân Cassian Andor cùng chú robot siêu đáng yêu K2SO từ Rogue One, hiện vẫn chưa đi vào sản xuất. Và cuối cùng trong chủ đề của các bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh Star Wars là show lẻ về Obi-Wan Kenobi, người thầy của hai bố con Anakin và Luke Skywalker. Sau nhiều năm chờ đợi dòng dã, đưa đưa đầy đầy với Disney, cuối cùng thì Ewan McGregor cũng đã chính thức nhận được một show riêng cho nhân vật cực kỳ được fan yêu quý này. Thậm chí nhân vật này có được yêu quý đến mức nhiều khán giả có đã nhận định rằng Obi-Wan của Ewan là thứ tốt đẹp duy nhất từ 3 phần tiền truyện. Tuy nhiên, ngoài thông báo rằng kịch bản của phim đã hoàn tất và sẽ đi vào sản xuất vào năm sau, cũng như bối cảnh của show sẽ diễn ra sau tập 3 trước tập 4, thì chúng ta không hề có thêm bất kỳ một thông tin gì khác. Điểm dừng tiếp theo là Studio Pixar. Khi lên thuyết trình, giám đốc sáng tạo của Pixar, ông Pete Docter, đã chia sẻ rằng trong năm 2019, họ sẽ có hai bộ phim nguyên bản. Quyết định này đến khá dễ hiểu bởi vì trong số 10 phim Pixar ra mắt gần nhất, có đến 6 bộ phim là hậu truyện. Đến với khán giả đầu tiên là Onward, với sự tham gia của Tom Holland cùng Chris Pratt. Ở sự kiện D23, 8 phút đầu tiên của phim đã được trình chiếu và đã nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ phía khán giả. Phim dự kiến sẽ được ra rạp vào tháng 3 năm sau. À, trước khi rời sân khấu, Tom đã chào tạm biệt khán giả một cách rất là rộng rạc rằng I love you 3000. Tiếp theo là Soul, bộ phim xoáy sâu với những câu hỏi như chúng ta đến từ đâu và mục đích của chúng ta ở đây là gì. Phim theo chân Joe Gardner, thủ vai bởi Jamie Foxx, một giáo viên cấp 2 với tình yêu mãnh liệt với thể loại nhạc jazz. Sau khi bị tai nạn giao thông, linh hồn của Joe được gửi đến Học viện U để nhận đào tạo, giúp anh đủ điều kiện đến với một cơ thể mới. Tại đây, anh đã gặp gỡ 22, thủ vai bởi Tina Fey, một linh hồn đã dành cả ngàn năm ở học viện bởi vì cô ghét hạ giới. Đáng chú ý hơn, Soul là tác phẩm đầu tiên của Pixar với diễn viên chính cũng như dàn nhân vật với đa số là người da màu. Phim dự kiến đến với khán giả vào 19 tháng 6 năm sau. Cuối cùng ở nhà Pixar là Monsters at Work, show mới ngoại truyện của công ty quái vật dự kiến lên sóng trên Disney Cộng vào năm 2020. Bắt đầu 6 tháng sau sự kiện của công ty quái vật, nhân vật chính Tyler Tusman cũng như toàn bộ thành phố Monstropolis sẽ phải học cách khai thác tiếng cười của trẻ em thay vì khai thác nỗi sợ như trước. Liệu Monsters at Work có thể đạt được thành công như hai phần phim trước không? Hãy cùng phía phim chúng mình chờ đón nhé. Sau đó là các bộ phim lẻ mới của Disney.
Tại D23, khán giả được giới thiệu với những tác phẩm đang ngày càng thu hút được thêm sự chú ý trong thời gian gần đây như Tiên Khắc Ám phần 2, Mulan hay Jungle Cruise với sự tham gia của The Rock cùng Emily Blunt. Jungle Cruise phần nào giống Cướp Biển Vùng Caribe do bộ phim được làm từ một trò chơi nổi tiếng cùng tên từ Disneyland. Nhà sản xuất của Jungle Cruise chia sẻ rằng họ lấy cảm hứng từ những bộ phim đình đám như Raiders of the Lost Ark, The African Queen hay Romance in the Stone. Phim dự kiến sẽ đến với người hâm mộ vào 23 tháng 7 năm sau. Tiếp đến là Frozen 2. Phát biểu tại D23, hai đạo diễn của phim là Jennifer Lee cùng Chris Buck đã hé lộ câu chuyện của phần 2 sẽ trả lời rất nhiều câu hỏi mà phần 1 đang bỏ ngỏ, như sức mạnh của Elsa đến từ đâu, chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ của hai công chúa sau vụ đắm thuyền. Hai vị đạo diễn nói rằng cặp phim sẽ cùng nhau kể một câu chuyện hoàn chỉnh, bổ sung vào dàn diễn viên gốc là Evan Rachel Wood trong vai hoàng hậu Iduna, mẹ của Anna và Elsa. Đáng chú ý nhất trong số các bộ phim lẻ từ Disney có lẽ là Cruella và Raya and the Last Dragon. Cruella là bộ phim ngoại truyện, tiền truyện kể về Cruella de Vil, nhân vật phản diện từng ám ảnh giấc mơ của không chỉ 101 chú chó đốm mà còn của cả những khán giả nhỏ tuổi thập kỷ 90. Chỉ với một bức ảnh duy nhất được hé lộ, Disney đã xác thực tin đồn bấy lâu nay rằng nữ diễn viên Emma Stone đã chính thức vào vai nhân vật tiêu đề. Góp mặt cùng với cô là Emma Thompson, Walter Hauser và Joey Fry. Bộ phim lấy bối cảnh Anh Quốc thập kỷ 70 trước các sự kiện trong cả phim hoạt hình và live action, dự kiến sẽ đến với khán giả vào 28 tháng 5 năm 2021. Cuối cùng trên màn ảnh lớn là Raya and the Last Dragon, bộ phim hoạt hình từ 59 của Disney. Câu chuyện lần này sẽ theo chân Raya, một nữ chiến binh trẻ tuổi trên chuyến hành trình truy tìm con rồng cuối cùng trên thế giới, rồng nước Sizu do Awkwafina thủ vai. Theo những lời giới thiệu của nhà sản xuất thì đây là một bộ phim thần thoại hoành tráng, nơi trí tưởng tượng của đội ngũ sản xuất thăng hoa. Phim sẽ đến với khán giả vào 25 tháng 11 năm sau. Những thứ thú vị nhất bao giờ cũng chờ đến cuối cùng. Chính vì vậy, hãy cùng mình đến với những update mới nhất về vũ trụ điện ảnh Marvel. Nhà sản xuất đại tài Kevin Feige đã mở đầu màn MCU bằng việc mời đạo diễn Ryan Coogler lên thông báo rằng Black Panther, tác phẩm siêu anh hùng đầu tiên về 3 giải Oscar, sẽ chính thức có phần 2, dự kiến đến với khán giả vào tháng 5 năm 2022. Liệu kẻ thù của Black Panther trong phần 2 có phải là Namor the Submariner như trong một phân cảnh đã hé lộ trong Avengers Endgame không nhỉ? Tiếp theo, khán giả tại D23 có đã được diện kiến toàn bộ dàn Internals với những ngôi sao đã từng xuất hiện trước đó tại Comic-Con, kèm theo đó là ảnh tạo hình của toàn bộ dàn nhân vật. Tuy nhiên, D23 còn mang đến cho người tham dự không phải một, không phải hai, mà tận ba bất ngờ với ba diễn viên mới. Thứ nhất là nam diễn viên trẻ Barry Keoghan trong vai Druk, Gemma Chan trong vai Cersei. Nữ diễn viên này trước đó đã từng xuất hiện trong vai Captain Marvel. Phải chăng hai nhân vật này là một? Và cuối cùng là vị vua của miền Bắc, thông soái của Night's Watch và người đã giết mẹ rồng, Jon Snow, Kit Harington trong vai Dane Whiteman. The Eternals sẽ đổ bộ vào mùng 6 tháng 11 năm sau. Sau đó, tất cả các tác phẩm tiếp theo thuộc toàn bộ về Disney cộng, mở đầu là series What If, series dựa trên đầu truyện nổi tiếng với hiện thực mới lạ. Theo lời của Kevin Feige, What If sẽ có 23 tập tương ứng với 23 bộ phim trong Infinity Saga từ Phase 1 đến Phase 3. Ở mỗi tập phim, một khía cạnh trong vũ trụ của MCU sẽ bị thay đổi để tạo ra một thực tại khác. Tại D23, chúng ta đã được thấy bức ảnh đầu tiên của Captain Britain từ Peggy Carter. Theo thông tin từ Disney xác nhận từ trước, rất nhiều các nhân vật lớn như Black Panther, Thor, Loki, Ant-Man, Thanos, Hulk, vân vân và vân vân đều sẽ được lồng tiếng bởi chính các diễn viên gốc. Show sẽ đến với khán giả trong năm 2021. Tiếp theo là show về đôi bạn Falcon và Winter Soldier. D23 hé lộ rằng ngoài Sebastian Stan và Anthony Mackie, show còn sẽ có sự trở lại của nữ diễn viên Emily Van Camp trong vai Sharon Carter. Cùng với đó là sự tham gia của Wyatt Russell trong vai nhân vật mới mang tên John Walker. Falcon and the Winter Soldier sẽ lên sóng vào mùa thu năm sau. Được giới thiệu ngay sau là show WandaVision. Theo lời giới thiệu của chính Paul Bettany và Elizabeth Olsen, WandaVision sẽ có cấu trúc nửa đầu giống như bộ phim sitcom thập kỷ 50-60. Nửa sau sẽ là hành động hoành tá tràng như các bộ phim Disney thông thường. Bổ sung vào dàn cast tại D23, chúng ta có Kat Dennings quay trở lại với vai diễn Darcy Lewis, Randall Parr với vai đặc vụ FBI Jimmy Woo và nữ diễn viên Catherine Hahn ở vai một người hàng xóm tóc mạch mới. Chuyện tình giữa Wanda và Vision sẽ trở lại với người hâm mộ vào 2021. Giới thiệu cuối cùng là ba show người đóng mới về She-Hulk, Miss Marvel và Moon Knight. Tất nhiên, tất cả đều sẽ nằm trong vũ trụ điện ảnh Marvel đang ngày càng mở rộng. Hiện vẫn chưa có ngày lên sóng chính thức hay bất kỳ thông tin gì thêm cho cả ba. Nếu các bạn tò mò về những nhân vật này thì hãy nhanh chóng ghé qua kênh phê truyện của bọn mình nhé. Chuỗi video giới thiệu cả ba người này sẽ được lên sóng trong tuần với nhân vật đầu tiên chính là She-Hulk vào tối ngày hôm nay. Cuối cùng, những thông tin về MCU được Kevin Feige khép lại ở D23 bằng 4 giây footage đầu tiên từ Black Widow.
Kèm theo đó là poster đầu tiên hé lộ tạo hình của các nhân vật như Red Guardian hay Taskmaster. Bộ phim lẻ về Quả Phụ Đen sẽ được ra rạp vào mùng 1 tháng 5 năm sau. Trong tất cả những dự án đã được công bố tại D23 vừa rồi thì các bạn thấy hứng thú với cả dự án nào nhất? Hãy để lại comment ở phía bên dưới với cho chúng mình biết nhé. Ok, nếu các bạn thích video này đừng quên like và share nó. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với Phê Phim, hãy ấn nút subscribe cùng nút chuông nhỏ ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Mình vừa mới quên câu vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. À, nếu nhìn mắt mình có hơi nhỏ nhỏ thì bởi vì mình đang bị sưng ở trong mắt nhé. Bye bye. He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.